Xin chào bác, chào mừng các bác đã trở lại với trang ký của mình xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác đã quan tâm tới bên em và ủng hộ bên em trong suốt thời gian qua. Đầu xuân năm mới thì bây giờ là chúc các bác là mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, tiền vào vào tiền ra nhỏ giọt, một năm mới là an khang thịnh vượng, vạn sự như tỷ sự như mơ. Ngày hôm nay xin thưa bác, đó là cây mét lơ sông trông và bọc vàng nước cúc xã xưa, được sản xuất tại thập niên 1950-1960. Cây này size 135, rất mới nhá. Đây là dòng Meckler sống trâu bản to. Đấy, nó phải thế chứ. Mọi thông tin chi tiết về kính thì bao giờ em ghi dưới video rồi. Và kèm theo cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng. Dành mạch chi tiết kiến thức bán ở trong hàng đều ghi dưới video nhé. Đấy, đây là sống trâu bản G, rất đẹp nhé. Tức là phiên bản Limited đấy thì nó có cái bản G trên này. Rất là dày dặn. Đấy. Nguyên trình toàn bộ đồ mức cực cao. Đây đều là những cái kính ăn thở. Và tuyển chọn rất là kỹ càng. Để khi lên sóng nó phải là chuẩn chỉ luôn. Đây là hàng của Đức Quốc xã xưa. Hàng sản xuất được thứ nhất. Hàng chuẩn áo 1. Cầu giữa là 1 trên 20 trên 10K. Càng phải là có cái logo hãng này. Và chuôi thì nó có cái chữ rất là nhỏ. Chuôi của nó là cái chữ Kansai. Biểu tượng logo hãng này. Đấy. Đây là càng phải nha. Và cái chuôi đây. Chữ đây. Tiếp theo thì là càng bên trái thì nó có cái chữ là Meckler Zmani. Có nghĩa là cây là cái kính Meckler. Zmani là của Đức. Meckler Zmani. Size 135. Và dịp đầu xuân năm mới thì bao giờ bên em có cái chính sách là đưa ra cái giá rất êm ái, giá giao lưu vui xuân, du xuân. Vui là chính, đôi khi mua bán chỉ là thứ yếu thôi. Đấy. Các bác nào Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ cho em ở ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Địa chỉ kênh ký cổ kính xưa duy nhất, địa chỉ và số điện thoại đây. Ngoài ra không có chi nhánh ở đâu cả. Vì hiện nay rất nhiều đối tượng xấu ở Hà Nội cũng như các tỉnh của miền Nam là giả danh tranh kính của xưa lên một lô kính vài cái vài chục cái. Tuy nhiên đối tượng đấy là hay bán hàng xuất nước thứ hai, thứ ba, nguy hiểm hơn là bán hàng tàu amateur Trung Quốc, thì các bác hết sức cảnh giác cao độ. Để phân biệt hàng giả, hàng thật, hàng nhái thì một số bác có comment cũng như là có tin nhắn mà cho em, và thậm chí các bác gọi điện thoại thì phải chú lên đi chia sẻ chính vấn đề là hàng giả, hàng nhái, hàng thật bọc vàng sáng ngánh gương. Còn hàng giả hàng nhái thì trông như nước chè màu vàng để qua đêm 2-3 ngày. Thứ hai là những đối tượng bán hàng giả hàng nhái thì bao giờ nó cũng giấu địa chỉ. Đấy, thậm chí nó có giấu số điện thoại cơ. Đa phần là giấu địa chỉ, xong nó sử dụng chiêu thức là sim số đẹp, có nghĩa là số tam quy tứ quý như ban 2, ban 6, ban 8, ban 9, tứ quý 5, 38 là rất là lưu manh luôn. Mua bán này hẹn linh tinh lắm, hẹn địa chỉ công cộng cộng đồng như Hồ Lan Bá này, Hồ Thiền Quang này, của Văn Quán Hà Đông này, 236, 39 nữa. Đấy là những đối tượng mà hết sức cảnh giác, cả ra có độ. Đặc biệt là đối tượng nữ nữa cơ. Những đối tượng xấu hay thuê đối tượng nữ ly vi trên sang hội mà còn ao 2 giây hở ngực chết ngực. Thế các bác chú ý ở đấy, không chú ý gì cả. Thế là mua bán là cứ hẹn một cái địa chỉ công cộng. Thế là rất nhiều anh em bị dính trong cái vấn đề như thế. Đặc biệt là kính cổ kính xưa, đồ cổ đồ xưa thì mình phải chọn địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm. Các bác mua đâu mua nên chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm. Ở bên em và một số anh em chơi đồ cổ, món đồ cổ là 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm rồi. Đấy là rõ ràng. Mua bán thành mục sở thị tại nhà có làm sao có đến bạn được. Cái kính Meckler sống trâu có giá là 7.3 triệu hay gọi là 7.300k. Cái kính Meckler sống trâu có giá là 7.3 triệu hay gọi là 7.300k nhé. 7.3 triệu hay gọi là 7.300k chuẩn giá nhé. Vì những cái giá giao lưu trước Tết, trong Tết và sau Tết, bên em bao giờ có đưa ra cái chính sách giao lưu vui là chính thôi. Giá giao lưu vui xuân rất êm ái. Thay vì những cái quán hàng quán khác chặt chém, đặc biệt là các lễ hội nha, hội chợ nha, thì các bác hết sức cảnh giác là những bát phở rồi những cái chai rượu trắng, chai rượu lúa mới hết giá vài trăm, vài triệu. Bát phở vài trăm, chai rượu hết vài triệu, mà chai rượu trắng lúa mới thì các bác hết sức tỉnh táo đầu. Bát nước mắm chấm thôi mà tính 50-70%. Đấy. Cho nên là các bác nào mà không tỉnh táo đầu đi trong các hội chợ lễ hội phải hết sức tỉnh táo đầu. Ở trong miền Bắc là đầu năm dịp xuân, đầu xuân năm mới là hay có hội chợ lễ hội, hàng quán ăn các thứ, hàng quán chặt chém kinh khủng khiếp luôn. Đấy.
Vâng, cái kính này có giá là 7 triệu 3, gọi là 7.300k, đây là Meckler Sống Châu size 52 chuẩn giá nhé. Ở cái dòng này nếu mà vào cái là trong năm ấy, thì thông thường nó dao dao động khoảng 8 đến 9 triệu, có thậm chí có con 10 triệu cơ. Vâng, nhưng giá giao lưu đầu xuân 7 triệu 3 hay gọi là 7.300k. Các bác mua đâu mua, nên chọn địa chỉ lâu năm. Về hình thức mua bán bên em thì em nói rõ rồi, phải luôn luôn ghi bên dưới sale. Về thời gian bán hàng cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ. Bác đến bất kể thời gian nào cũng được, với điều kiện và điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em bận công việc riêng. Bác điện thoại trước thì em sẽ kênh tiếp đón từ xa, tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, và lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đấy là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi bác nhận được số đồ cổ xưa lâu năm thường uy tín hơn 20 năm, mua bán luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Đấy. Còn ngày nay nhiều đối tượng xấu mua bán là hay hẹn nửa đường lắm, hẹn đến công cộng cộng đồng thì tuyệt đối không nên mua chỗ đó. Nếu đối tượng thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại cũng không nên. Đối tượng nào mà lập cái trang kênh mới mà lên nhanh vù cũng không nên. Bởi đấy đấy là những đối tượng là rượu mới mình cũ đấy. Hết sức cảnh giác, cảnh giác cao độ nhá. Và cái kính Meckler Sống Châu có giá là 7 triệu 3 hay gọi là 7.300k. Vâng, phiên kính này là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bác.